Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Vẫn là Bi đây và chúng ta lại quay lại trong nhật ký nuôi cá bảy màu. Và đây là hồ Dumbo Red Tail của mình. Hôm trước mình có thả một ít bèo rễ đỏ ở trong này. Bèo rễ đỏ thì mình cũng làm một cái video giới thiệu cho các bạn thời gian trước rồi. Cái thời gian mà bèo rễ đỏ mà anh em chúng ta mới bắt đầu sử dụng á. Thì hiện tại bây giờ là ai cũng có rồi, nhà nhà có, người người đều có. Mình thấy ở trên mạng người ta bán cũng rất là nhiều luôn. Đây, mình quay cận cảnh bèo của mình cho các bạn xem nha. Đó, thì ngày hôm nay mình đặc biệt mình để ý tới một chút xíu thì mình thấy là bèo rễ đỏ của mình ra hoa rất là nhiều. Đây, để mình quay cận cảnh lại cho mấy bạn xem. Đó, các bạn thấy bèo rễ đỏ, cái hoa của nó không? Trắng trắng đó. Không? Ra hoa rất là nhiều. Đây, bên này cũng có hoa. Cây bên này cũng hoa. Nói chung là đa số cây bèo của mình đều ra hoa hết. Thì mình để ý đặc biệt một điều như thế này. Bèo rễ đỏ nó ra hoa vào cái lúc mà trời nắng, nắng rất nhiều. Tại hôm trước mình để ý là nắng ở phía bên cái hồ này rất là nhiều, nắng trực tiếp buổi trưa tới buổi chiều, nắng chiếu vô. Cái thời lượng nắng nó cũng nhiều mà nắng cũng gắt nữa mấy bạn. Đó, thành ra là lúc trước mình thả bèo này thì nó không có ra hoa, chỉ có dạo thời gian gần đây thì nó ra hoa khá là nhiều luôn. Đó, hầu như cây bèo nào cũng có hoa hết, nụ chớm chớm cũng có. Đó, quá trời luôn. À, thì hôm trước là mấy anh em có nói vui thì bèo ra hoa chứng tỏ là nước của chúng ta đang rất là tốt và điều may mắn đang đến với cái hồ cá của chúng ta. Thì nghe vậy cũng vui vui thôi chứ thực ra là không có cơ sở nào chứng minh cái điều đó hết á. Cũng không có quan niệm về phong thủy nào về cái điều đó hết. Nhưng mà bèo ra hoa thì cũng vui các bạn. Hả? Thì tại sao chúng ta gọi nó là bèo rễ đỏ thì mình cũng dở cho anh cho anh em xem ha. Ví dụ như cây này đi. Hả? À, mấy bạn có thể thấy là cái rễ nó rất là đỏ, bên dưới cái mặt lá bên dưới nó cũng đỏ. Và cái bèo này có một đặc điểm đó là trời càng nắng lá nó sẽ càng đỏ, còn nếu mà trời ít nắng á lá nó sẽ xanh như thế này. Để mình kiếm cho đây, trời nắng thì lá nó sẽ xanh như thế này hoặc là như thế này nè. Đây đó, chứ nó không có ra được đỏ như vậy đâu. Mình thử rồi. Và với lại cái lá mới mọc á, nó cũng sẽ không ít có màu đỏ. Nếu mà đủ nắng, nắng trực tiếp vô nhiều á thì lá nó sẽ đỏ luôn. Đó, thành ra là các bạn muốn thả cái loại này mà muốn bèo này nó đỏ lên nhiều thì các bạn phải cung cấp ánh nắng trực tiếp và cái thời lượng là đủ nhiều, tại vì nhu cầu ánh sáng của nó rất là cao. Còn nếu mà ánh sáng không đủ thì nó sẽ xanh. Hôm trước mình ấy một nguyên cái hồ xanh giống như vậy luôn, giống như bèo Nhật luôn á. Cái xong mình quăng ra nắng thì nó lại đỏ lại. Khá là thú vị với mấy bạn. Đây. Thì mình thấy là đa số các cây mà có màu đỏ ở trên cái thân của nó thì cần cái lượng ánh sáng khá là nhiều. Đó. Giống như là cái cây này nè, cái cây xoắn bên dưới nè. Bữa trước nó cũng là màu đỏ nhưng mà do cái hồ này bên dưới đáy của nó hơi tối một chút xíu, thành ra là đây, nó xanh luôn, nó không có đỏ nữa. Anh em thấy không? Rồi, ok. Thì cái bèo này hôm trước mình cũng tặng cho anh em cũng khá là nhiều rồi. Hiện tại mình giữ lại có bao nhiêu đây thôi. Bèo thì mình tặng nhiều lắm, nhưng mà mình cũng vẫn còn dư để đem bón cây nè. Tại vì mọi người qua lấy không hết hết. Đây nè, thấy không? Bên kia nữa. Đó, bên kia nữa kìa. Nói chung là mình đem đi bón cây cũng khá là nhiều. Tại vì anh em qua lấy không có hết. Mà mình để hoài thì nó cũng chật hồ mọi người. Mình cũng lười bán mấy cái bèo này lắm. Ai qua lấy thì mình tặng chứ mình cũng ít khi nào mình bán cái này. Rồi, thì ngày hôm nay mình thấy bèo nó ra hoa đẹp quá. Thì mình quay lại làm kỷ niệm. Cũng giống như là giới thiệu cho anh em xem. Anh em nào chưa biết cái hoa của bèo này nó như thế nào thì có thể xem video của mình để rõ hơn. Đó, mình đang quay cận cảnh cái bông nè. Để mình kiếm thêm mình quay. Nè. Đó, rồi ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.
Rồi, ok, tạm biệt các bạn. Hàng xóm ồn.